cái nghiệp mình thì nặng một đống, tu thì không tu, tu thì ba mớ, rồi xong rồi nhờ người khác giúp. Rồi nhiều khi đó nghiệp của mình ở chỗ người ta giúp mình một cách tốt nhất có thể. Tu là các bạn đang gì? Đang hả? Trả tất cả những cái nhân quả mà các bạn đã tạo trong quá khứ đấy. Các bạn có muốn cái điều đó không? Hay là các bạn muốn tiếp tục tạo thêm nhân quả? Mà trong khi đó người ta cố gắng người ta giúp mình, nếu mình thấy được đó, hả, củ hiền thất tổ ăn gia trái chủ của mình giải phóng như thế nào, lúc đó mình quỳ mình lại không biết bao nhiêu đời đó, mới hả thỏa mãn cái lòng tri ân của mình đó, tại mình không có cái thiên nhãn để mình thấy được. Những bạn thiên nhãn xung quanh thì mình nhiều lắm, thì mình không thể sống giả được. Thật là thay mình không thể là cái người nói chuyện trên trời được. Tại những người họ đi theo mình, họ không vụ lợi, họ không gì hết, tại vì họ có thiên nhãn, họ có thể thấy được cái năng lượng thật của mình, họ có thể thấy được mình là ai, họ có thể thấy được những khả năng thật của mình. Những người đó bạn dụ họ được không? Không. Chỉ có những người nói chuyện trên trời, xung quanh họ không có ai có khả năng nhìn thấy họ là ai, rồi họ muốn dụ ai họ dụ, họ muốn nói cái gì họ nói. Nhưng mà trong vị trí của Tham này, những người ở gần Tham này, họ có thể thấy được ánh sáng của ta mẹ mà, họ có thể thấy được những chúng sinh ở cắt cõi mà. Mấy người đó bạn nói dốc họ được không? Trừ khi là họ phục bạn bằng cái đức hạnh của bạn, mà họ thấy bằng chính mắt của họ. Được rồi.